Dì tiểu thư. Bà ơi, bà đang gọi tôi đó sao? Phải. Dì tiểu thư, cô là Phi Tinh tiểu thư. Phi Tinh. Tôi không phải Phi Tinh. Bà nhận nhầm người rồi. Không không, tôi không nhận nhầm người. Cô là nhị tiểu thư của Âu gia. Nhị tiểu thư, tôi là Tú cô. Cô không nhớ tôi sao? Tú cô đã từng chăm sóc cho cô hồi lúc còn nhỏ. Là Tú cô. Bà ơi, con không họ Âu, con họ Mã. Bà thật đã nhận nhầm người rồi. Không có, tôi không nhận nhầm người. Cô, nhìn cô giống như đúc mẹ cô. Đôi bông tai này chính là bông tai phu nhân yêu thích nhất. Nhị tiểu thư, nhị tiểu thư, tôi có chuyện quan trọng muốn nói với cô. Chè đậu xanh bà cô nấu. Đây, ăn từ từ. Nhị tiểu thư, sao vậy tiểu thư? Cô sao vậy? Bà cô hồi nãy nhận nhầm người. Nhận nhầm em thành tiểu thư Phi Tinh gì đó. Mặc kệ bà ta, có thể bà lão điên. Nhưng mà tôi thấy bà ấy rất quen. Tiểu thư nghĩ nhiều quá rồi. Đi thôi, về thôi. Đi. Anh hai, anh tìm em. Nhược Lan, chị anh nói với anh sáng nay em gặp phải một bà già điên à? Không có gì, chỉ là một bà lớn tuổi nhận nhầm em. Bà ấy nhận nhầm em là ai? Nhận nhầm em là người tên gì? Âu, Âu Phi Tinh. Bà ấy nói với em cô giống hệt mẹ cô, nói có chuyện quan trọng muốn nói cho em biết. Vậy sao? Bà ấy còn nói gì nữa không? Không nói gì nữa. Vì anh vừa đi ra bà ấy đã chạy. Anh hai, theo em thấy bà ấy nhìn rất quen. Nhìn quen. Vậy sao? Em từng gặp rồi à? Chưa gặp. Nhưng mà em cảm thấy bàn tay. Em nhớ ra được rồi. Bà ấy là bà lão bán chè đậu xanh. Vậy sao? Nhược Lan, sau này phải cẩn thận hơn. Đi đâu cũng không được đi một mình. Đi đi. Chị anh, qua đây một lát. Hôm nay em đi đâu? Anh tìm em suốt cả buổi. Không có gì, em ra ngoài đi dạo. Hey,
bắn rất chuẩn. Sao anh đến đây? Tôi nghe người ta nói thám trưởng Tư Đồ bắn rất giỏi, giờ nhìn thấy quả nhiên danh bất hư truyền. Tìm tôi có chuyện à? Tôi có chuyện rất cơ mật, có thể nói chuyện riêng với cô một lát được không? Anh Lạc, hay là anh đi trước đi. Nói đi, có chuyện gì? Tối qua tôi phát hiện một tờ tiền mặt của Quảng Nguyên Hãn bị cướp ở trong quán bar. Làm sao anh biết nó của Quảng Nguyên Hãn? Cô xem, tờ tiền tôi phát hiện giống như tờ này. Tiền ở Quảng Nguyên Hãn chúng tôi, mỗi một sắp có 100 tờ thì có một tờ có in ký hiệu như vậy. Tin tình báo quan trọng như vậy, sao anh không nói sớm tôi biết? Đây là bí mật, không lộ ra ngoài. Chúng tôi chỉ âm thầm điều tra. Vậy sao hôm nay anh nói tôi biết? Phải rồi, tôi còn tưởng vụ án này kết thúc rồi. Quý gia các anh còn viết thư cảm ơn gửi cục cảnh sát. Cô biết tiền này đi ra từ chỗ nào không hả? Chỗ nào? Cục trưởng Hồ các người. Cục trưởng Hồ. Chính là chiếc vòng ngọc này. Chị để ý nó lâu rồi. Thấy sao hả? Nhìn đẹp quá. Nhìn chị rất cao quý. Vậy em cũng mua một chiếc đi. Mắc quá. Em làm gì có tiền dư. Số chị tốt quá. Lão Hồ đối xử rất tốt với chị. Được rồi, lấy chiếc này, gói lại đi. Dạ. Của bà. Đi thông thả. Chào anh. Chào cô. Tôi là thám trưởng cục cảnh sát. Anh lấy tiền hai người khi nãy thanh toán cho tôi xem. Dạ, cô đợi một lát. Đi. Mã Tử Châu, tôi đã điều tra. Tiền này đều có in ký hiệu riêng. Hả? Cục trưởng Hồ, tiền này là tiền hàng trước đây tôi làm ăn chung với một người bạn. Anh ta trả cho tôi. Tôi không ngờ được số tiền này. Hàng gì hả? Cần phải trả số tiền mặt lớn vậy. Thuốc phiện. Buôn lậu thuốc phiện là phạm pháp đó. Tuy nói vậy, nhưng mà nếu tiệm thuốc phiện khắp ở các đường phố đều bị đóng cửa toàn bộ, cục trưởng, tôi sợ cuộc sống của cục trưởng không được yên ổn. Sao hả? Cậu có nguồn cung? Tôi luôn muốn tìm Trần Quốc Quân. Không phải chính là chuyện này sao? Thật sao? Vậy tốt rồi. Người anh ban lệnh cấm thuốc phiện, Trần Quốc Quân còn đang lo vấn đề này. Nhưng chuyện tiền đó tốt nhất vẫn nên giải quyết đi, nếu không sẽ để lại hậu quả. Cục trưởng, chuyện này ông yên tâm, tôi sẽ xử lý. Chuyện này vô cùng thỏa đáng, hơn nữa còn khiến ông nở mày nở mặt. Vậy thì tốt. Nhưng mà về chuyện buôn bán thuốc phiện này thì mời qua bên này, chúng ta từ từ nói. Được, được. Trong công việc kinh doanh, chữ tín quan trọng nhất. Hơn nữa, sổ kế toán nhất định phải khớp. Chúng ta không được gạt người, cũng không thể để người khác lừa gạt chúng ta. Ai đó? Bà cô, là tôi. Bà cô. Đại sư gia,
Sao lại đến đây? Tôi tìm bà mấy ngày nay cũng không thấy bà mở sạp. Bà cũng không ở nhà. Tôi đi làm chút chuyện. Đại thiếu gia tìm tôi có chuyện gì à? Mấy ngày nay tôi dọn dẹp di vật của Tiền gia, phát hiện ra có mấy thứ để lại cho bà. Tôi không lấy đồ của ông ta. Bà cô, Tiền gia không còn nữa. Còn có chuyện gì không tháo gỡ được? Đại thiếu gia, cậu không hiểu rõ. Đừng có lo nữa. Bà cô, rốt cuộc bà với Tiền gia là... Tôi với Tiền gia trước đây làm việc chung ở trong một nhà dân. Ông ấy làm sổ sách, tôi làm giúp việc. Ông ấy chỉ có một mình. Có nhiều lúc tôi giá đồ giúp ông ấy. Sau đó tôi rời khỏi căn nhà mà tôi làm giúp việc đó. Nhưng những tờ tiền mà tôi tìm thấy được đều có viết tên Thẩm Tú Cô trên đó. Tôi nghĩ có lẽ là để cho bà. Không phải, tôi không tên Thẩm Tú Cô. Nó không phải đưa cho tôi. Bà cô à, đại thiếu gia, tôi phải đi ngủ. Cậu về đi. Được, vậy hôm khác tôi đến.
Tôi Trấn Khương, tôi hỏi làm sao các vị có thể bắt được hung thủ đứng sau vụ án cướp tiền Trang Quảng Nguyên. Do tôi phải cực khổ vất vả đi điều tra tỉ mỉ, cuối cùng bắt được tăng chứng vật chứng. Tên tội phạm này có quan hệ gì với năm tên cướp đó? Hắn là chủ mưu. Bọn cướp trước đây thám trưởng từ đầu bắt được đó chẳng qua chỉ là những tên lâu la. Hắn là kẻ đứng sau sai khiến thật sự. Số tiền cướp được toàn bộ ở đây. Mau mau mau. Tiểu Tuyết, anh Lạc, chuyện này là sao? Sáng sớm hôm nay đột nhiên nhóm đội trưởng Khưu xuất kích, nó là nhận được tin tức gì đó, còn bắt được bọn cướp đến cướp tiền Trang. Số tiền bị cướp tìm lại được toàn bộ. Chúng ta vừa mới bắt đầu chuyện điều tra chuyện tờ tiền, anh ta đã bắt được chủ mưu. Quá trùng hợp. Sao? Tôi hỏi phạm nhân này tên là gì? Lý Đại Dũng.